Khung cảnh sau 18:30 tại các nhà vườn ở huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội. Hàng trăm vườn hoa ở đây được thắp đèn xuyên đêm để sưởi ấm cho hoa, kịp tiến độ phục vụ đợt Tết Nguyên đán. Nhà anh Giang có hơn 1 hecta trồng hoa cúc. Những ngày này, do ảnh hưởng của không khí lạnh, anh lùi giờ cho hệ thống tự động bật tắt đèn sớm hơn 15 phút. Tất cả hệ thống bóng đèn trên cánh đồng hiện nay là toàn sử dụng bằng hệ thống tự động và cài đặt theo thời gian mình quy định do mình đặt. Trên 15 phút nhưng mà nó có hiệu quả, nó sẽ khác đi. Ví dụ là cây nó sẽ phát triển, nó sẽ được ổn định hơn. Khi mà mình thắp không đủ cái độ sáng thì cây nó sẽ phát triển kém và nó sẽ không đạt được cái yêu cầu của cây hoa cho cái thời tiết rét buốt này như vậy. Còn với các nhà vườn mới ươm cây, việc phủ ni lông cũng được người dân áp dụng trong những ngày này để mầm sớm ra rễ và tránh sương muối. Đang chuẩn bị vào rét thì nhà mình muốn che cho nó ấm thì là nó nhanh ra rễ. Mà che thế này thì chỉ 7 ngày, 10 ngày là ra rễ, nhưng mà nếu không che phải 15 ngày thì mới ra được rễ. Tuy đã có những biện pháp đảm bảo tiến độ phát triển cho hoa, nhưng những đợt không khí lạnh mạnh kèm theo mưa ẩm như thế này cũng là nỗi lo của các hộ dân ở đây. Khi cấy cây hoa ra là bà con đã chủ động là tính cái thời gian của cây hoa lở ở cái thời tiết như nhiệt độ nó ấm hơn, nhưng không ngờ đến gần Tết này nó đã xuất hiện những cái đợt rét buốt như vậy thì làm hạn chế cái lở của bông hoa đi, làm cây hoa sẽ nở chậm hơn và có thể là bị trượt ra khỏi ngày Tết. Chính quyền cũng đã có những cái giải pháp khuyến cáo đối với người sản xuất, đối với cây trồng nói chung, cây hoa nói riêng, thì cụ thể không bón những cái phân đạm trong những ngày rét đậm rét hại, bón phân cân đối, sử dụng những biện pháp như là che phủ ni lông, hoặc là với những cây trồng mà có thể di chuyển được thì di chuyển vào những nơi có mái che, rồi dùng cho bếp, rồi chấu, rồi rơm và các cái biện pháp khác. Huyện Mê Linh hiện có khoảng 4.000 hộ làm nghề trồng hoa với khoảng 750 hecta, trong đó diện tích trồng hoa hàng năm là 650 hecta, còn lại là đất trồng hoa đào.